Như vậy là sau một thời gian dò dỉ thông tin về một chiếc điện thoại được làm bằng kim loại đến từ Samsung, thì hôm nay điều đó đã trở thành sự thật và chúng ta đang có Samsung Galaxy Alpha. Điểm nhấn đặc biệt ở trên sản phẩm này chính là đến từ cái viền kim loại được hoàn thiện hết sức là tỉ mỉ, nó thể hiện ở ngay những cái đường vát cạnh ở hai bên. Samsung sẽ không làm một cái đường thẳng giống như các cái thiết bị bằng nhôm khác, mà nó sẽ được vát vào trong một chút như thế này, tạo ra một cái điểm nhấn ấn tượng và thiết kế hoàn toàn khác trên những cái thiết bị làm bằng kim loại. Trước đây thì những cái sản phẩm đến từ Samsung có truyền thống là sẽ được cố định từ khung viền bằng nhựa, nên cảm giác cầm trong tay của chúng ta sẽ có cảm giác rất là ọp ẹp và không được chắc chắn. Thêm vào đó thì khi mà những cái viền nhựa mạ kim loại qua một thời gian sử dụng, nó sẽ bị bong chóc rất là xấu. Còn ở trên Samsung Galaxy Alpha, mọi những điểm này đã đều được khắc phục. Viền nhôm giúp máy cố định chắc chắn hơn cũng như là đem lại vẻ sang trọng đến cho máy. Và bên cạnh đó thì chúng ta sử dụng thời gian dài cũng sẽ không phải lo đến việc cái viền này sẽ bị chóc ra. Những cái phím cứng ở trên Galaxy Alpha cũng được làm đồng bộ với chất liệu kim loại tương tự như cái khung viền này. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái phím tăng giảm âm lượng, nó cũng sẽ được làm lõm vào ở phần giữa để cho có thể trông đồng bộ hơn, giống như cái thiết kế ở phía cạnh bên của Galaxy Alpha. Ở bên cạnh phải là vị trí đặt của phím nguồn cũng được làm bằng kim loại, và vị trí này rất là hợp lý. Nó sẽ không quá cao và các bạn hoàn toàn có thể với đấy khi mà dùng cầm nắm thiết bị bằng một tay. Ở dưới là vị trí của cổng đặt micro USB, mic, đàm thoại và loa ngoài của thiết bị. Có thể thấy rằng cái vị trí loa ngoài của Samsung Galaxy Alpha đã được Samsung chế tác rất là tỉ mỉ với những cái lỗ được đục rất là đẹp. Trên chúng ta sẽ có cổng âm thanh 3,5mm và mic đàm thoại thứ hai. Tương tự như một số những cái sản phẩm được làm bằng khung viền kim loại, thì Galaxy Alpha cũng sẽ được trang bị 4 cái vị trí làm bằng nhựa ở phía cạnh trên và cạnh dưới của máy để giúp cho máy đặt được những cái vị trí anten thu phát sóng, Bluetooth, Wi-Fi cũng như là mạng di động. Về mặt trước của Samsung Galaxy Alpha, nó có rất nhiều nét tương đồng với những sản phẩm năm nay của Samsung, sẽ không có bất cứ một cái điểm khác biệt nào cả. Chúng ta vẫn có một cái màn hình được thiết kế bo tròn ở 4 góc. Phía dưới là cái phím đa nhiệm, phím home cứng truyền thống và phím back. Phím home cũng sẽ được tích hợp luôn cảm biến vân tay đến từ Samsung. Mặt sau chúng ta vẫn thấy được một cái thiết kế truyền thống của Samsung trên dòng máy tính bảng Galaxy Tab S với chất liệu là nhựa mềm, kèm theo đó là những cái họa tiết chấm li ti. Và mặt sau chúng ta sẽ được trang bị một cái camera lồi hẳn lên với độ phân giải 12 megapixel, bên cạnh là đèn flash trợ sáng cũng như là cảm biến đo nhịp tim tương tự trên sản phẩm Galaxy S5. Mặc dù sở hữu thiết kế với khung viền kim loại chắc chắn, nhưng Samsung Galaxy Alpha vẫn giữ nguyên khả năng bóc được 5 lưng linh hoạt, giúp các bạn hoàn toàn có thể thay thế SIM cũng như là pin khi nào mà các bạn cần thiết. Mặt trước của thiết bị này sẽ được trang bị một cái màn hình với độ phân giải HD. Thì độ phân giải này không phải là cao cho lắm đối với những cái thiết bị smartphone, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rằng hiển thị mọi thứ ở trên màn hình này đều vẫn rất là mịn màng ở cái khoảng cách người dùng thông thường. Chúng ta sẽ rất là khó để có thể nhận ra được những cái điểm ảnh ở trên thiết bị này. Bù lại với cả cái độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức HD, thì thiết bị Galaxy Alpha sẽ được trang bị màn hình tấm nền AMOLED đến từ Samsung. Đặc điểm của màn hình AMOLED vẫn là cho ra những cái màu sắc rất là rực rỡ, có tông màu mạnh và đậm hơn so với màn hình IPS. Máy đang chạy chip Exynos 8 nhân và bộ nhớ RAM 2GB. Nó cũng sẽ được chạy hệ điều hành Android mới nhất là 4.4 cùng giao diện mới nhất TouchWiz đến từ Samsung. Và trên sản phẩm này các bạn có thể thấy là được trang bị mọi những cái tính năng thông minh tương tự như trên thế hệ Galaxy S5, kể cả cái tính năng siêu tiết kiệm pin. Như vậy là Samsung đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dùng hiện nay. Đó là họ mong muốn một smartphone với thiết kế được làm từ kim loại, đem lại cho máy cái vẻ chắc chắn cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. S-Channel sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm này, cũng như gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết khi nó được bán ra rộng rãi trên thị trường. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Samsung đã quyết định đi theo chung con đường cùng với những hãng điện thoại khác, tạo nên sự đột phá mới mẻ cho sản phẩm bằng việc đem thiết kế khung viền kim loại cao cấp lên sản phẩm mới nhất của mình là Samsung Galaxy Alpha. Sản phẩm Galaxy Alpha không chỉ đẹp hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn mà nó còn trông rất là cao cấp. Các bạn có thể thấy là cái thiết kế viền của Samsung Galaxy Alpha nó có nhiều điểm tương đồng với thế hệ iPhone 5S. Hiện nay ở trên tay mình đang là hai sản phẩm Samsung Galaxy Alpha và iPhone 5S. Nó đều sở hữu chung một cái thiết kế vát cạnh được Apple gọi là thiết kế vát cạnh kim cương. Nếu như ở trên iPhone thì chúng ta sẽ có cái việc vát cạnh đều cả ở bốn cạnh của máy. Còn Galaxy Alpha thì hãng lại thiết kế theo một kiểu khác, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm, nổi bật giữa những cái dòng sản phẩm đang sử dụng viền kim loại hiện nay. Ở bên cạnh phía giữa, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ được vát lõm vào như thế này
và sẽ cao lên ở hai đầu, tạo nên hai cái gờ mềm mại. Chúng ta cầm trong tay cũng sẽ không có cảm giác cấn và sẽ ôm chắc tay hơn. Thêm vào đó, nhìn kỹ hơn về cái phần viền vát cạnh với lưỡi cắt kim cương ở trên Galaxy Alpha, có thể thấy rằng nó sẽ được vát nhỏ ở phía giữa và sẽ lớn dần về phía hai đầu. Tuy nhiên thì điểm thiết kế mới cũng chỉ dừng lại ở phần khung viền làm bằng kim loại, còn mặt sau chúng ta sẽ vẫn bắt gặp thiết kế bằng nhựa truyền thống đến từ Samsung và họa tiết của dòng sản phẩm Galaxy Tab S. Khung viền kim loại tăng vẻ sang trọng cũng như là cứng cáp hơn cho máy, nhưng Samsung cũng không quên đi lợi ích của người tiêu dùng khi vẫn trang bị cho sản phẩm này khả năng bóc được nắp lưng. Các bạn hoàn toàn có thể bóc được nắp lưng dễ dàng và thay thế pin cũng như SIM rất là đơn giản. Cũng giống như bao sản phẩm đang sử dụng viền kim loại hiện nay thì Samsung Galaxy Alpha cũng được trang bị 4 cái miếng được làm bằng nhựa ở hai cạnh trên và dưới như thế này để giúp cho thiết bị của chúng ta có khả năng thu và phát sóng di động Wi-Fi Bluetooth tốt nhất. Mặt trước của Samsung Galaxy Alpha có thể thấy rằng với kích thước 4,7 inch với 4 cái cạnh viền của thiết bị được làm đi mỏng hơn khá là nhiều so với ở trên iPhone 5S. Có thể thấy hai bên cạnh viền của Samsung Galaxy Alpha được làm mỏng hơn, giúp có thể tối đa được cái phần diện tích hiển thị ở mặt trước. Kết quả là chúng ta sẽ có một thiết bị với màn hình kích thước lớn nhưng vẫn có một cái kích thước khá là nhỏ gọn, vừa vặn trong lòng bàn tay. Về thông số kỹ thuật, độ mỏng của Galaxy Alpha là 6,7mm, còn iPhone 5S là 7,6mm. Đây là một con số chênh nhau không lớn. Tuy nhiên, với thiết kế không hoàn toàn phẳng ở trên cạnh viền mà nó sẽ được vát vào bên trong khá là nhiều, nên chúng ta có thể cảm nhận rằng Galaxy Alpha mỏng hơn iPhone 5S khá đáng kể. Sở hữu một cái màn hình với kích thước 4,7 inch ở độ phân giải HD, đây không phải là một độ phân giải thuộc hàng khủng đối với những thiết bị smartphone hiện nay, nhưng cả hai thiết bị iPhone 5S và Galaxy Alpha đều có mật độ điểm ảnh tương đương là khoảng trên 320 PPI. Với mắt thường thì mật độ điểm ảnh trên 300 PPI là chúng ta đã khó có thể nhận được rõ những cái điểm ảnh ở trên thiết bị rồi. Ở đây mình có một số những cái hình ảnh để có thể so sánh được hai cái thiết bị này. Đầu tiên là về phần màu trắng, truyền thống của những cái sản phẩm được sở hữu màn hình với công nghệ AMOLED đến từ Samsung. Màu trắng của nó sẽ hơi thiên về màu xanh một chút, còn ở trên iPhone thì màu trắng này được hiển thị tốt hơn và nó trung thực hơn. Kế đến là phần màu đen. AMOLED nếu như không có điểm mạnh về hiển thị màu trắng thì hiển thị màu đen lại là một thế mạnh của nó. Nó hiển thị màu đen rất là sâu. Tuy nhiên có lẽ đây là phiên bản thử nghiệm nên màu đen ở trên hai thiết bị này mình đánh giá là nó khá là tương tự với nhau. Màu sắc cũng là một điểm mạnh của màn hình AMOLED. Ở đây mình đang có một hình ảnh với rất nhiều tông màu khác nhau hoàn toàn. Các bạn có thể thấy là màu sắc hiển thị ở trên Galaxy Alpha nó sẽ được đẩy lên một cái tông màu đậm hơn và nịnh mắt người dùng hơn. Còn iPhone 5S thì Apple muốn hướng tới người sử dụng những cái màu sắc chân thực nhất. Mặc dù là như vậy thì Samsung cũng sẽ không quên trang bị thêm cho sản phẩm của mình một cái phần mềm giúp các bạn có thể tùy chỉnh được cái màn hình này nhằm đem lại được cái hiển thị màu sắc chân thực nhất. Sản phẩm Galaxy Alpha là một trong những sản phẩm đầu tiên thuộc dòng Galaxy sở hữu thiết kế bằng khung viền kim loại. Đây là một thiết kế không mới trong thị trường smartphone hiện nay, nhưng nó cũng đánh dấu được một cái sự đổi mới về phần thiết kế nhằm đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng ngày càng cao hiện nay. Cũng như sản phẩm này sẽ trở thành một cái tiền đề giúp cho Samsung có thể hoàn thiện hơn những cái thiết kế của những sản phẩm thế hệ dòng Galaxy sau đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на видеоканале Электробум, и сегодняшний видеообзор оценят, конечно же, обладатели смартфончика Samsung Galaxy S2, потому как в нашу тест-лабораторию приехал долгожданный чехол-аккумулятор для Samsung Galaxy S2 впечатляющей емкостью 2800 мАч. Хочу сразу извиниться, что мы так долго не выкладывали видеоролики, потому как была пора отпусков, поэтому извините, друзья, мы просто были на отдыхе. Итак, давайте-ка посмотрим, что внутри. А внутри у нас находится вот такой вот очень приятный, выполненный из пластика Soft Touch чехол-аккумулятор. Очень интересной конструкции. Ну, во-первых, в чем интерес? Смотрите, как он интересно открывается. То есть, вот так вот вы берете и приоткрываете, на таких полозочках открывается верхняя часть, вы вставляете ваш смартфончик. Кстати говоря, не всегда есть наличие устройства как бы живьем, поэтому мы используем для видеообзоров муляжи, но смысл, в принципе, от этого на самом деле не меняется. Вот так вот вставили, аккуратненько прижали, смартфончик четко вошел в пазы, зафиксировался очень-очень прочно, очень четко. И вот так вот отлично он
теперь находится внутри этого чехла аккумулятора. Сзади, конечно же, нанесена, еще раз дублируется информация о том, что входящий ток 5 вольт 500 миллиампер, выходящий ток 5 вольт 500 миллиампер. Аккумулятор внутри 3,7 вольта, емкостью 2800 миллиампер час. Точно так же заряжается все с помощью зарядочки microUSB. Здесь у нас находится, как обычно это бывает, специальная кнопочка, которая инициирует при нажатии 4 светодиода, которые обозначают и показывают, какой остался заряд. То есть все 4 светодиода, если горят, это 100%, соответственно, если один не горит, это 75% мощности, потом 50, 25%. Ну, в нашем случае мы четко видим, что у нас осталось 75% мощности аккумулятора. И буквально через, видите, секунд 10-15 автоматически все выключается. То есть работает это очень просто. Как только вы вставили чехол-аккумулятор, как только вы вставили ваш смартфончик в чехол-аккумулятор, сразу же идет процесс зарядки. Арифметика очень простая. Если взять за 100% емкость вашего аккумулятора в смартфоне, то чехол-аккумулятор это еще где-то более чем полтора раза он более емкий, чем аккумулятор в самом смартфоне. Тем самым совокупно зарядка встроенного аккумулятора плюс зарядка внешнего аккумулятора это почти в 2,5, где-то 2,7 раза увеличивается срок службы телефончика. То есть, если в ненапряжном режиме вы используете телефон, и он у вас садится где-то за 2 суток, то в такой штуке он будет реально работать около 5 дней. Очень такая есть приятная фишка. Ну, во-первых, понятно, что есть все необходимые отверстия для камеры, вспышки, прорези для блокировки телефончика, кнопочки, прорези для увеличения громкости, для шнурка, то есть прорезь. Ну, продумано все до мелочей. И вот очень такая оригинальная фишечка. Смотрите, такая специальная отщелкивающаяся ножка. Вот так вот отщелкнули и поставили чехольчик аккумулятор. Вот так вот его на ровную поверхность. Удобно смотреть фильмы, удобно набирать текст, лазить в интернете. То есть, вот реально очень удобная фишка. И, кстати говоря, даже продумано, что, чтобы нормально работал динамик, есть такое даже вот сквозное отверстие. Посмотрите, видите, вот оно. То есть, динамик телефона смотрит в эти, в эту прорезь, в эти точечки. И отсюда идет звук. То есть, со звуком полный порядок. Сами видите. Вот такая вот прикольная вещь заехала к нам. Реально классная фишка, редкая фишка. Потому как обычно для Samsung Galaxy S2 просто бывают усиленные аккумуляторы, которые нужно там заднюю крышку менять, он из этого там толще становится. Тут раз, четко вставил. При этом емкость-то очень реальная, 2800 мАч. Да, устройство становится немножко толще, это правда, но любители как бы решать свои бизнес-вопросы по телефону, любители там по 24 часа не вылазить из социальных сетей, и люди, которые привыкли быть на связи 24 часа в сутки, ходить в походы, летать над Атлантикой, когда нужно в самолете, чтобы телефон работал там по 15 часов, конечно, оценят эту штуку. Также следует отметить, что кроме soft touch пластика черного цвета, такие вещи еще бывают вот в таком вот белом глянцевом. Белый глянцевый пластик. Точно так же такая же емкость 2800 мАч. Вот такой вот очень реальный классный аккумулятор. Как бы и для ребят такой брутальный черный цвет, и для стильных девушек белый цвет. То есть на ваш выбор есть разные варианты. Будет очень здорово, если вы отпишитесь в комментах, какой цвет вам больше понравился, черный либо белый, что вообще думаете по поводу этого чехла аккумулятора, стали бы вы себе такой покупать или нет, ну и почему, конечно же. Если вы хотите узнать цену и наличие, то вот в этом углу кнопочка «Цена и наличие», нажимаете и перейдете в наш интернет-магазин. Точно такая же ссылочка находится внизу под описанием этого видеоролика. Если вам просто понравился этот видеоролик, то, пожалуйста, лайкайте его, ставьте палец вверх. Я вам всем, друзья, желаю хорошего дня и до встречи на новых видеообзорах от интернет-магазина «Электробум». Удачи, друзья! Пока! До связи!